bác sĩ chỉ bảo là hai con mắt của tôi là cataract, chỉ giải quyết bằng đắp cái loại kính đá tiểu. Từ mổ đó là không tới 15 phút. Sau khi mổ trong vòng 6 tiếng, nhìn rõ. Tôi tên là Hai Saron, năm nay là tròn 64 tuổi, từ Phnom Penh, Campuchia. Mặt tôi có ảnh hưởng, tôi tin là có ba cái: một là tiêu đường, hai là tuổi, cao tuổi, thứ ba là điều kiện làm việc. Thì năm 2015, bệnh nhân tham gia khám ở tại bệnh viện FV với tiểu đường, tiền sử tiểu đường là 15 và 20 năm rồi. Và đây là cái yếu tố làm cho cái đục thể tinh nó tiến triển nó nhanh hơn so với một người thông thường. Đối với một bệnh nhân độ tuổi như anh Saran, đục thể tinh của anh có hai yếu tố, đó là yếu tố tuổi. Tất cả các bệnh nhân lớn tuổi trên 40, 50, 60 đều nguy cơ đầu tiên đó là đục thể tinh và gây nhìn mờ. Yếu tố thuận lợi và nguy cơ cao của bệnh nhân Saran đó là rối loạn về đường máu hoặc là đái tháo đường. Bác sĩ báo trước là cuối 21 là bác sĩ báo là sắp tới giờ, tới khi mổ. Và bác sĩ nói 2023 là tới giờ phải mổ rồi. Không được sang năm 24. Ca mổ tôi hôm ở bên trái, tôi mổ từ ngày 25 tháng 3. Tôi mổ đó là không tới 15 phút. Là bên phải nên mổ từ ngày 26 tháng 6. Đó hơi lâu hơn nhưng một tí, là trong vòng hơn 15 phút một tí thôi. Và không có đơn nào gì, tôi rất là ngạc, rất là surprise. Tại vì mổ trong vòng 2 tiếng, thì sau khi mổ về phòng chuẩn bị vệ sinh room đó là trong vòng 2 tiếng bác sĩ tháo băng luôn. Bên này là cũng như bên này. 2 tiếng tháo băng và đeo kính, cái kính đèn của bác sĩ. Sau khi mổ trong vòng 6 tiếng, nhìn rõ. Đối với đục thể tinh, mọi người gần như là có tuổi, lớn tuổi, trên 40, 50, 60 đều có khả năng bị đục thể tinh. Vậy đối với đục thể tinh thì một năm những người trên 40 tuổi có thể đi khám một lần. Bác sĩ sẽ đo đạc mình có cần đeo mắt kính, mình có đục thể tinh ở mức độ nào và cái tiến trình nó sẽ diễn ra như thế nào. Thì bác sĩ sẽ đưa ra cái lời tư vấn kỹ. Hồi trước thì làm việc với máy tính thì đọc thì viết phải dùng kính, nhưng bây giờ tôi không cần kính nữa. Yeah. Tại vì cái tôi hài lòng nhất là trước khi mổ phải kiểm tra sức khỏe, trước mỗi ngày phải kiểm tra sức khỏe, cái đó là tốt nhất. Tại vì tôi là có những bệnh tiểu đường thế phải kiểm tra kỹ. Cái rất là hài lòng, tại vì hài lòng từ ban đầu khi mình quyết định phải mổ để mà dùng cái kinh nghiệm nào.